Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá bắp khô, giá bắp hạt khô cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá ở Cồn Châu Mau, Hồng Ngự, Đồng Tháp nha quý anh chị và các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng bắp có quan tâm đến giá bắp hạt khô hiện nay thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá bắp chị Thiên qua từng ngày trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp nên là em chỉ cập nhật giá bắp ở tại khu vực Cồn Châu Mau, Hồng Ngự, Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây. Thì giá cả có thể chênh lệch với một số nơi hoặc là một số vùng mà quý anh chị đang trồng hoặc là thu hoạch bán nha quý anh chị. Thì quay lại tình hình giá bắp hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2021 thì thương lái mua tại khu vực Cồn Châu Mau, Hồng Ngự, Đồng Tháp với giá bắp tươi á, giá bắp mà mới cạp luôn các bạn, giá dao động tầm khoảng từ 5.000 đồng trên ký nha các bạn. Còn đối với giá bắp phơi hạt khô các bạn thì giá dao động tầm khoảng từ 6.900 đến 7.050 đồng trên ký nha các bạn. Thì em chỉ quay và cập nhật giá tại khu vực Cồn Châu Mau, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá bắp hạt tại đây. Cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video có biết bán có bán bắp hay là có biết giá bắp hạt khô hoặc tư ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì hiện tại do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, một số nơi đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của chính phủ thì việc vận chuyển hàng hóa thì nó cũng nói chung là cũng tương đối là khó khăn. Thì hàng hóa thì vẫn đi được nhưng mà gặp nhiều rất nhiều khó khăn về việc đi lại từ nơi này đến nơi khác. Thì giá cả có thay đổi theo tùy nơi thì em chỉ cập nhật giá tại đây cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá ở đây. Thì quý anh chị và các bạn nào xem video có thấy video bổ ích hữu ích thì hãy cho em một like, một đăng ký để cho em có động lực làm video tiếp theo cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo ha. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, ngày hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.